Em tên là Duy Khánh, hiện nay em 23 tuổi và em đang hiện đang kinh doanh. Wow, Duy Khánh 23 tuổi thôi hả? Ôi sao nhìn chững chạc vậy trời. Nghe nè, em có hoạt động trong lĩnh vực giải trí nghệ thuật được không? Dạ hiện tại thì chưa. Nói chung mà em đang làm trợ lý cho ca sĩ. Trợ lý cho ca sĩ? Dạ. Ca sĩ nào vậy? Dạ thì đó, tí nữa em sẽ giới thiệu sau. À tí nữa còn dạ. Em dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Huỳnh Tú, em 28 tuổi, hiện em đang là ca sĩ tự do. À do thì tôi biết là trợ lý cho ca sĩ nào rồi, đúng không? Rồi bây giờ hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì hai năm trước thì em đang đi đi chơi đám anh em của em. Em đi vô một cái quán acoustic, lúc đó Tú lên hát. Đó mình chưa biết Tú là ai cả. Thế Tú lên hát, Tú hát cái bài Zombie. Mê liền luôn, mê liền luôn. Cái ông anh nó không nói em. Ê Philippines, Philippines, đổ lên chị Danh. Nhỏ Philippines. Ủa ghê vậy, ghê vậy. Hay quá, hay quá. Kiểu như một cô nàng có ngoại, một ngoại hình rất là cá tính. Tóc ngắn như này, mắt đăm chiêu, nhìn xung quanh, cười mỉm. Đó. Chết người. Nhưng mà anh thắc mắc là cái bài hát Zombie á, dạ, cái bài đó nó như thế nào mà khiến mà em mê mẩn như vậy? Dạ, đó là, nhất là đó bây là bài giờ chắc có lẽ chắc mời Tú hát thử một câu hai câu. Thực ra cái bài đó nó không có kiểu nó tình cảm nó gì, nó là một bài hát rock á anh. Đó là bài rock. Hát đâu em cũng không biết tại sao mà kiểu nghe xong mà cái lại như vậy, thay vì giống như người ta hát một cái bài đó nhẹ nhàng mình ấn tượng, nhưng mà không, ông này rất là ngược đời. Rồi giờ hát lại câu cho Zombie. Dạ, hả? Ờ. Được không ạ? Cái gì? What's in your head, zombie, zombie, zombie. Đó, mày nhấn 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 rồi nè. Là hiểu vì sao vậy? Ví dụ mà. Nhưng mà thật ra là như vậy nè, em đã gặp bạn này trước khi bạn này gặp em ở trong cái chỗ mà em làm. Oh, vậy à? Em có thói quen là em rất thích đi uống rượu. Thì là vô tình hôm đó là lần đầu tiên em tới cái quán đó là em gặp bạn này. Thì tính em từ trước đến giờ là em luôn để ý những cái người mà ít nói. Thì sau thì em cũng thấy ấn tượng, thì em mới hỏi bạn của em nói chợ cái bạn kia nhìn hay quá, sao kiểu anh có quen không. Thì sau đó bạn em mới nói một câu đó, em mày ơi nhìn nó vậy thì nó gay. Em cũng bất ngờ, nói trời sao giờ nhìn đâu cũng thấy vậy, nhìn đàn ông quá, nhìn đàn ông quá sao vậy, uổng quá ta. Thì xong rồi thôi, thì sau đó là vô tình thì em cũng không biết là bạn này đã từng coi em diễn ở bên cái quán đó luôn. Ở sau đó thì chắc chắn là Khánh là người chủ động là thường xuyên rủ em đi ăn, đi uống, đi chơi. Thật ra không, lần đầu tiên là em chủ động. Có nghĩa là em chủ động ở, có nghĩa là em không có cái vấn đề về cái việc tình cảm với bạn này. Mà là có nghĩa là em thấy bạn này nói chuyện rất hợp. Và thật sự là khi mà nói chuyện vài lần rồi em vẫn nghĩ bạn này thuộc giới tính thứ ba, chứ vẫn không phải là đàn ông. Thì mới nói là rảnh thì đi cà phê vậy thôi. Thì bạn này lúc đó từ chối hoài, cái em nghĩ trong lòng nó chờ sao thằng này nó chảnh. Cái sau đó thì mới thừa nhận với em đó là thật ra không phải là Khánh từ chối, mà là Khánh mới lăng kim. Khánh mới lăng kim nên rất ngại ra đường. Bạn này bạn rất là điệu, có nghĩa là lúc nào cũng sợ mình xấu. Nhưng mà lúc đó là em vẫn xưng hô bằng chị đúng không? Lúc mà ngày đầu tiên nhắn tin với nhau á, thì Tú nói là thôi đừng xưng chị em vậy. Tại vì em nghĩ cũng xem tuổi thôi, xưng tên được rồi. Ừ, xem lắm. Nhưng mà có hỏi tuổi không? Lúc đó em chưa, mà thực ra nhìn bạn này em không nhỏ hơn em có 5 tuổi đâu. Nhưng mà thật sự là em có thích người nhỏ tuổi hơn mình không? Thật ra là sau khi em chia tay cái người bạn trai cũ là em có một cái lời thề là em không bao giờ em quen người nhỏ tuổi nữa. Thì chia tay được 2 năm sau em gặp bạn này, thì lúc đó em nghĩ là chắc xem tuổi, tại vì nhìn cái ngoại hình bạn này lúc đó là rất là cao, tao này kia mặc đồ cũng chững chà. Đến lúc mà em biết được bạn này nhỏ hơn em 5 tuổi em bị đơ hoàn toàn luôn. Thì kiểu như mình cũng nghĩ nó chết rồi, giờ cái số ta kiểu giống như kiểu ai chị em ở nhà ông chọc nó thôi mày ơi, cái số mày là toàn chỉ gặp trai trẻ hơn thôi, mày chấp nhận đi. Có kệ nó vớt được. Dạ đúng rồi. Đó, cái số của em. Dạ. Rồi bây giờ nè, lúc nào thì hai bạn mới dính với nhau? Thì cũng ngồi ăn xong uống rượu chơi trò game vậy đó. Thì hôm đó chắc là gần sáng thì mới về, bạn này đưa em về. Thì mỗi đứa đi một chiếc xe. Thì về tới nhà xong rồi, thực ra bạn này là một người là không có khả năng nhớ đường đi. Cái mới hỏi em là từ nhà em đi về nhà bạn đó đi bằng đường nào, đường này kia, em đứng em chỉ. Cái bà chỉ mà mắt bà đời đời nè. Anh đi đường này nè, xong rồi anh về trái xong đi thẳng qua luôn, xong rồi anh đưa phải là anh thấy đường, anh biết anh về rồi. Ủa nói vậy ta, đường mình về phải là tới rồi mà ta, sao anh sẽ đi vẽ tùm lum vậy, bê quá. Xong em chỉ xong lát cái như mẹ em xuống mở cửa hay sao, nghe cái tiếng mở cửa cái bạn này mà mới kéo tay em lại hung em một cái, hung cái chốc lúc đó em cũng đơ luôn. Rồi xong em cũng rồi lúc đó mẹ em mở cửa em đi lên nhà, giống như là kiểu cái lúc đó là cái lúc mà quyết định là quen nhau luôn á. Đó là em làm mà liều lúc đó chứ. Là đã biết tuổi bạn này chưa?
biết, biết lúc đó là hôm rồi. Đó là đã biết rồi. À, và bạn này là làm một cái hành động đó là quá là em mẹ. Bất ngờ luôn, cái mẹ chắc vậy đúng hình chứ đúng, dạ, đúng hình chứ đúng, kiểu như em cũng đang bê mà hung cái sao em tỉnh luôn mà. Rồi sau đó có dẫn về nhà giới thiệu với phụ huynh không? Dạ có chứ, nhưng cũng nhanh lắm đúng không, khoảng mấy tuần thôi dắt về nhà. Nhưng rồi anh nghĩ mẹ em chắc sẽ thích cô này bởi vì tính hoạt bát rồi nói thật ra em nghĩ là lúc đầu là chưa đâu. Ban đầu thì chưa, tại vì em thì kiểu như bạn gia đình bạn này thì dạng như là kiểu em gọi là sao nhỉ, dạ thì cũng bên trong quân, quân đội trên người em rất là nhiều hình xăm. Rồi mẹ em có thấy hình xăm của vợ em không, và mẹ em có thích điều đó không? Thì ban đầu không thích, sao xăm nhiều quá vậy, thì thích thì ta xăm con xăm nha, ký đầu mày giờ. Vậy á, em rất thích xăm nhưng mà mẹ không cho. Thì đâu lúc em cưới bà này về rồi em mới dám xăm. À em mới xăm. Dạ mà em mới xăm là đi xăm về xong là em bị la. Bạn này không bị la nhưng mà em bị, có gì em chịu hết. Cái ấn tượng mà khi mà người lớn nhìn vô em hồi thời điểm trước á, thì em nghĩ là chắc là cái về phần tốt thì không mấy nhiều. Kiểu em thì em trước giờ em để tóc ngắn thôi, có một khoảng thời gian em còn để tóc còn hơn, em còn cạo cả hai bên cơ. Rồi em hình xăm này khi đâm ra người ta nhìn em họ nghĩ em thích con gái chứ không phải là con trai. Đâm ra thì khi mà đến cái việc mà em lấy chồng cũng rất là nhiều người bất ngờ. Giống như có những người bạn thân em, có những bạn cái xong khi mà em đưa thiệp cưới họ cũng nói là trời cái này em lấy chồng thiệt hả, nói cái này là anh chắc cho anh xin lỗi tại trước giờ anh cứ tưởng em thích con gái chứ anh em không thích con trai. Thích gái. Dạ. Khi mà em về nhà rồi thì em mới bắt đầu em cho mẹ em biết, giống như là em muốn chứng minh cho người lớn biết là có nghĩa là không phải xăm mình là sẽ có cái suy nghĩ người ta sẽ như vậy. Thì sau thì em nghĩ là bây giờ thiệt ra là đến bây giờ mối quan hệ của em và cả gia đình bên chồng rất tốt. Không quá có tốt. Vấn đề gì xảy thôi ra như cả. Vậy thì quá tốt rồi. Dạ. Trước khi tới hôn nhân hai bạn có tới đâu chưa? Có nghĩa là tới đâu là tới đâu. Ăn cơm với kẽm đó. Tụi em thực ra là chị em có em bé rồi mới cưới, hai đứa mới cưới nhau. Dạ nhưng mà em rất là sợ người ta có cái suy nghĩ là mình có em bé để người ta đưa em đưa bạn này vô cái việc cưới, ép cưới. Thì cái lúc em cũng có nói thẳng với bạn này em nói là em không có cần cưới. Các em bé thì sinh có nghĩa là tự lực cũng như là kiểu là kinh tế về em vẫn có thể em tự nuôi con. Nhưng mà bạn này nói với em một câu là không có nghĩa là phải cưới. Tại vì sao? Em là phụ nữ. Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi hơn. Làm gì làm phải có đám cưới đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ tụi em là ở chung với bên gia đình dạ, ở dạ, bên nhà em. Bên nhà của Tú. Tại vì mẹ Tú có một mình. Dạ, với một phần đó là em đi làm ở bên nhà em thì nó sẽ gần, nó tiện hơn là bên nhà của Khánh. Biết cưới được bao lâu rồi cơ? Dạ đến giờ là cưới hơn một năm, cưới một năm mấy rồi. Một năm mấy. Thôi bây giờ là vô luôn cái phần gọi là tật xấu đi, vạch mặt đi. Ra mọi người nhìn vô á, lúc đầu thì nghĩ là chắc là em kiểu em hay ăn hiếp bạn này, nhưng mà không có. Còn thật ra đâu, em mới là người chịu trận nhiều nhất. Có nghi Khánh em ăn hiếp không có mà đâu. Tại vì thật ra em từng tuyên bố mà em nói bạn là thật ra tại vì tụi em giỡn, tụi em hay xưng mày tao với nhau. Em nói tao nói thiệt cho mày nghe, tao mà bây giờ tao làm có tiền tao thành đại gia. Nguyên cái nhà này là từ bên nhà mày, bên nhà tao lắp hết camera toàn bộ để sao tao quay lại cho mọi người biết hết cái bộ mặt thật của mày. Mày ở riêng với tao mày như thế nào với tao. Cái đầu tiên bây giờ em nghĩ tới nhất là hai tóc váy lắm. Có nghĩa là em đang đứng xong lấy cái tay quệt lên chơi vậy đó. Xong cái em qua em chửi. Em chửi cái xong mà thấy mẹ em. Thế em sao có quay là có nghĩa là một cái con người khác. Em sao vậy? Trời mẹ ăn ti dạo này, em ở nhà tinh ti. Trời ti dạo này nó làm sao, nó hay chửi con ăn hiếp không mà con buồn đó mẹ. Mà mẹ em bên mẹ em tin có nghĩa là lúc nào mẹ em cũng nói ở con nó đi người kệ nó vậy đó. Nhưng mà không biết là nó cái xong rồi mẹ em vừa quay mặt đi cái lấy cái tay hả, khiều móc em quẹt đủ thứ trò rồi kiếm chuyện với em vậy đó. Thật ra em chỉ có thể với lại Tú thôi, chứ em nghĩ người nói chuyện với người khác thì em không được như vậy. Lúc mà em ở với Tú á là 100% con người thật của em. Em được sống thật với mình. Dạ đúng rồi. Cũng như đi ra đường không nói năng đi làm, dù 8 tiếng hồ kiểu như ít nói chuyện về nhà gặp em là xã. Giống như là xã con thú, mỗi lần là chồng em nói anh thả con thú giữ trong người anh ra hay vậy đó. Nó cái đòi cái em bữa còn đòi với em là đi xăm. Hỏi xăm cái gì? Giống như là xăm cái lòng á, tại vì trong người anh có con thú giữ đến xăm cái lòng nó mày khỏi xăm. Rồi đợi chút tao đi ra tao mua cây bút lông á, tao vẽ con cái lòng bên mặt mày đó, tao vẽ từ trên đầu vẽ xuống hết là được rồi, con thú giữ ở trong đó luôn, khỏi xăm để làm gì hết. Đó. Mà chị hỏi nè, em xăm gì lên người em vậy? Em xăm nhiều lắm. Xăm nhiều lắm. Có một cái lỡ là em xăm một cái môi của bạn trai cũ em lên người em. Thì đây cũng là cái bạn này hay chửi em tới giờ. Có nghe chửi không phải chửi mà hay kiểu là cái môi trên cổ của em. Cứ là lâu qua nhìn cái xong liếc em cái lấy cái tay á giả vô cái cổ em mày nè. Mày á mày coi chừng tao á.
ghen với xăm mới đúng không? Nhưng mà họ chút cái là có nghĩa là thay tự, rất là hay tự biên tự diễn. Nhưng mà đây là một người đàn ông rất là mạnh mẽ đúng không? Cuộc đời anh ấy chắc chả bao giờ biết sợ một cái điều gì đúng không? Dạ sợ chứ, sợ gián. Người ta có nghĩa là cái phòng em là có cái toilet ở trong phòng luôn. Bữa thì Nhi đang đứng gây cái tự nhiên ông nói đố em á, em hỏi cái gì? Ủa, con gián trong toilet. Không dám bước vô toilet luôn mặc dù đang rất là mát. Em đi vô thì em bóc con gián này em bỏ xong mới dám đi. Trời, bả đàn ông ghê không hả? Rồi, còn cái gì nữa không? Thật xấu gì nữa không? Là bạn này có cái xấu là hay xấu ngủ. Nhiều khi đang ngủ các em kêu có việc gì đó, nhiều khi em sợ ma, em nghe tiếng gì lục đục giữa đêm, các em khều khều. Cái là cái gì là quạo với em, rất là xấu ngủ. Có hơn hôm không vậy thì đợt có tự nhiên ở nhà trong phòng em tự nhiên đâu có chuột con. Em cũng sợ mà tại vì em sinh em bé thì nhiều khi có mấy cái bài báo em đọc em hết sợ chuột nó nghe mùi em bé nó hay gặm em bé. Em nghe lục lục cái em khều, em nói trời anh. Thế xong rồi, cái gì vậy đó? Rồi anh đứng lên coi hình như có chuột hay sao á. Ôi ôi, ghê lắm, sao đứng anh cũng sợ chứ bộ. Anh còn quay mặt ở bên kia chùm cái mền lại ngủ để em. Em điên lên không em hề lên. Luôn. Cái xong rồi em lại đi em khều là mấy lần nữa. Cái lát hồi mới đứng dậy em nói trời, lỡ chuột lỡ ví dụ hả? Ví dụ em nói giờ quạo vậy đó. Em nói lỡ ví dụ giữa đêm mà ví dụ giờ em bệnh hay là ví dụ lỡ có cái chuyện gì trong này rồi xong kêu vậy cái quạo vậy đó hay sao? Em kể đúng chi tiết cái ơi. Thôi đi. Có mấy đợt kêu giữa đêm phải quạo không? Rồi bây giờ tới phiên em đó Khánh. Diễn đàn này bây giờ lật ngược lại tới em đó. Tật xấu của vợ em là hay nói xấu chồng mà nói xấu không chúng chính xác. Kể 10 mà dính có hả 2-3 cái à. Tức là viết thêm nữa, chính xác thêm. Viết thêm nữa. Thêm đó. Kiểu như là mà, em là người xấu lắm luôn á. Nhưng mà anh hỏi em nè, có phải là cái thú của vợ em là cái thú đi nói xấu chồng đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì đâu? Ở nhà em chịu đựng những cái mà không có ai hiểu đâu. Bây giờ em gặp người ta em tức quá, em bức bố em phải kể. Nhưng mà em vui không? Nhưng mà em vui không? Vui. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi còn gì nữa Khánh? Ăn uống và mua sắm nha. Ăn thì ví dụ như là em muốn ăn không thì anh chở em đi. Thôi làm biến quá, đặt về. Ăn đêm á, kêu hang mập, sợ mập. Sáng uống giảm cân tối ăn đêm. Có một bà chị khác hỏi Tú về cái việc giảm cân. Ok, thì bà này thì chửi bà kia. Chị uống giảm cân mà chị không bao giờ chị ăn uống điều độ thì làm sao mà giảm cân được, chửi người ta. Sáng không ăn sáng. Không. Chưa ăn ít, thôi em uống húp canh thôi. Chiều ăn thôi em uống húp canh thôi, tối ăn khuya. Trời ăn gì ăn phở. Ăn lẩu. Không có, thật ra là cái hôm mà em ăn đêm là em xả, em đang xả thuốc em không hề uống thuốc. Em xả gì, em xả toàn làng ghê ghê. Còn một cái gì mà thuộc về xấu không coi hay không nè. Nè có hay bỏ bê cái chuyện ấy không? Nữa ấy nữa, sao em hỏi ấy hoài vậy? Nó hỏi ấy hoài kìa. Tại vì hai vợ chồng rất trẻ, hiểu không? Dạ. Rất trẻ cho nên là nó phải hừng hực lên mọi thứ. Đây hay hừng hực hơn em. Em là không hừng hực hết trơn á, nhưng mà vợ em sao á. Sao? Như lúc ai, em thực sự là em rất là buồn ngủ, giống như chính xác luôn. Mà em xạo em ơi. Tối hôm qua em buồn ngủ mà. Lắm. Em kiểu như mấy hôm nay em bệnh. Cái em lại em ngủ. Ủa, em ngủ hả? Thôi vậy giỡn chút chơi. Em giỡn thì em giỡn cái mức độ em thôi, giờ em giỡn tới cái giờ đó à, thôi mình giỡn xong rồi thì giờ mình vui xíu cho mình mệt mệt xíu giỡn. Nay giờ không vui rồi. Hay có cái câu hỏi em anh giờ anh khỏe quá nào mình làm gì cho mệt xíu không vậy đó, hay vậy đó. Nhưng mà vợ em bị có một cái là quá mê điện thoại luôn, kiểu như là đang cầm điện thoại chơi game nè, vòng chồng mà giỡn cười khều cái thôi em không thích. Em cứ khèo tiếp, thôi nha, em thích nha. Nhưng mà anh thích được rồi. Em cứ khèo cái không thích nữa. Cái em tuột hứng, bị mất lửa. Rồi thôi, em bị quay bên kia, 3-4 giờ sáng rồi, quay qua khèo. Ủa ngủ rồi hả? Anh ngủ hả? Muốn làm gì má? 4 giờ sáng rồi muốn làm gì má? Thôi bây giờ quay trở lại, em mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Giờ bà xã em hoàn hảo quá sao giờ? Em thì em không tự nhận em hoàn hảo gì hết, hay ai cũng có cái khuyết điểm thôi. Điểm như là cái mà em được ra là em chỉ mong muốn bạn này là kiểu như là bớt kiểu cái xấu ngủ, là cái xấu ngủ đó vậy thôi. Ồ, chứ không có cái gì chứ. Từng nói là vậy thôi đó hả? Là bản chất của em, cái bản tính đó giờ vậy rồi em biết mà. Sao không, sao một cái nữa là giận cá chém thớt. Từ lúc cưới giờ em không có rảnh em cãi lộn luôn á. Kiểu như em kiểu thôi, kiểu mỗi lần bắt đầu gây nhau là em sẽ im lặng. Bạn này á không to tiếng, nhưng mà khi bạn này kiểu như bạn này bực mình hay là bạn này giận cá chém thớt, bạn này sẽ nói ra những cái câu nói rất là có nhiều khi là em bị tổn thương. Nó có một cái nguyên nhân, tức là bạn này thực ra cái lứa tuổi em phải cho bạn sống đúng lứa tuổi của bạn. Dạ đúng. Chứ bạn không thể nào sống vượt lứa tuổi của mình được. Cho nên nói gì thì nói, có nghĩa là khi mà bạn có chững chạc mấy đi chăng nữa thì vẫn là lứa tuổi này. Dạ, cho nên nó vẫn phải có những cái gọi là đặc trưng của lứa tuổi đó. Dạ đúng. Thì
thường á là vậy đó, nhưng mình kềm không được á, nhiều khi mình cũng bí văn nữa, bí văn á mình nói những cái từ ngữ hoặc là những cái vấn đề nó sẽ làm tổn thương cái người phụ nữ, tại vì lúc đó mình nóng quá, mình nói cho đã nư mình mà mình quên đi cái vấn đề đó, thì cái đó là nên đổi. Cho dù bạn ở lứa tuổi nào cũng vậy, bạn phải bỏ ngay và liền cái việc đó. Giỡn nhau thì được, giỡn nhau xuống mày tao chỉ tới, đúng không? Nhưng khi bắt đầu mà vô cái vấn đề nó nghiêm túc rồi mà mình tổn thương cái người phụ nữ không bao giờ quên được. Cái hoàn cảnh của hai đứa bây giờ á, tức là hiện giờ mọi thứ đang tận hưởng cái cuộc sống này. Tại vì mọi thứ nó còn quá mới, quá son. Thực sự bây giờ là đang yêu mà yêu dễ sợ lắm. Chỉ muốn là lúc nào cũng vậy giỡn thôi. Bạn vợ bạn cực kỳ duyên dáng, là nó nghiêm túc luôn, rất là duyên luôn. Và cái cá tính này là thực sự là Khánh yêu là đúng rồi. Em là Trí Thiện, năm nay 26 tuổi, hiện em đang công tác tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Còn em? Dạ em chào anh chị, em là Hồng Thương, em 25 tuổi, hiện em làm nhân viên kinh doanh của một công ty dịch vụ về golf. Về gì? Dạ đánh golf á anh. À golf đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Em với vợ em là quen nhau từ 4 năm trước. Lúc đó là em mới là sinh viên vừa hai vợ chồng là sinh viên ở trường đại học hết, và em với vợ thì chung một đội văn nghệ, diễn chung một chương trình. Đến một cái ngày đẹp trời nọ, một cô bạn của cô này đăng hình ảnh lên Facebook, và cô này vô comment, cô em biết là cái cô này là trong đội chung văn nghệ chung với mình nè. Thế là em bắt đầu vô xăm soi, thấy cũng đẹp cũng dễ thương, thế là mới bắt đầu nhắn tin là quen này nọ. Nhưng mà sau đó về mới biết bạn bè nói là nó có người yêu rồi, nên thôi đừng quen nó chi mất công lắm. Hay là rồi em cũng luôn. Dạ đúng rồi. Còn em thì lần đầu tiên em gặp anh này thì ấn tượng gì không? Dạ không, lần đầu tiên mà em gặp mà chồng em á là hai đứa em casting trong đội văn nghệ thì em đậu mà ảnh rớt, cho nên là em không có ấn tượng gì hết. Ủa vậy thì sao mà đến được với nhau? Thì đến sinh nhật của bạn này thì bạn bè mới rủ nhau tổ chức sinh nhật cho bạn. Lúc đó thì em cũng mới biết được là người yêu bên đó cũng mới chia tay rồi, nên là bắt đầu dụ dỗ nhau. Và vô tình cái đợt đó là cái đợt World Cup. Thế là em càng có lý do hơn để mà rủ nó đi nữa, cứ bắt kèo với anh nha. Ok anh. Cái em bắt đầu suy nghĩ là thôi bắt kèo dưới, giả bộ chấp cao cao lên cho thua để cho ba ăn. Đúng rồi đó. Xong rồi cứ mỗi lần thua cái dắt nó đi coi phim, đi ăn uống, từ từ cái rồi quen nhau. Tức là có chiến lược hết trơn rồi. Trí Thiện mà. Kiểu gì thì cũng phải là đi ăn, đi coi phim đồ, gặp nhau đồ. Cứ đi ăn như vậy thì em thấy anh này cũng ok, tức là tính tình cũng được. Nhưng mà cái quan trọng mà để cho em quyết định là bật đèn xanh cho ảnh cua em là do hai anh em đi hẹn ở trong trường đi ăn trưa. Thì hẹn 11 giờ, thì tầm 10 giờ rưỡi em nhắn tin cho ảnh là WAU dấu chấm hỏi. Wow. Xong rồi anh này trả lời lại là anh đang ở căng tin. Đó là em thấy là thông minh. Tức là em hỏi là where are you? Mà em viết tắt. Xong rồi anh này anh cũng hiểu được và anh trả lời cái tin nhắn đó được. Em kêu thằng này có đầu óc chứ không phải là dạng thường. Đến lúc nào thì mới bị coi như là hấp dẫn, cả hai bị hấp dẫn nhau? Không biết là bạn này thì sao, nhưng em thì bị hớt hồn bởi một cái lần là trong rạp chiếu phim. Thì đang chuẩn bị đi vô coi phim cũng trễ rồi, nên là cũng vội lắm. Thì bạn đó mặc đồ mà lại quên cài cái nút áo phía sau này. Cái mới nhờ em là anh ơi, anh gài giúp em cái nút áo. Mà tính em đó giờ thì nhát gái, chưa có đụng tới lần nào hết. Nhưng cái mặt biết. Nên khi mà cái yêu cầu đó cũng thấy là hoảng hồn rồi. Nhưng mà cũng ok, cố gắng làm chứ không lẽ để mất mặt như vậy. Thế bắt đầu mới gài nút áo lên mà thấy chết rồi, kiểu này không ổn rồi, chắc là phải hút nhau rồi. Giống như dính là rồi đó. Em, giống như em bị dính bùa luôn. Đúng rồi, cái... bỏ bùa yêu. Trời, lãng mạn lắm đó. Ê mày đừng cái áo này không có nút. Vậy đi, tao giả bộ mà. Bạn này thì bao lâu mới ngã gục bởi anh này? Chắc cũng là từ lúc đó luôn đúng không? Dạ không, chắc phải nửa năm. Rồi trong nửa năm đó là chắc tấn công ào ạt lắm đúng không Trí Điện? Dạ, nói chung là em lúc mà em cua bạn này thì nhà em ở dưới Bình Chánh, còn bạn này ở quận 2. Cứ tối là em chạy từ Bình Chánh chạy lên quận 2, từ quận 2 chạy về Bình Chánh. Mà lúc đó thì xăng nó cũng giá cũng không có cao lắm, nó khoảng chừng 26-27 ngàn lít thôi. Không, 28 ngàn mấy trăm lận, 29 ngàn. Nhưng mà bà nó có nói đùa với một câu, đó là lúc đó xăng đang là 28 ngàn rồi, bà nó mới nói em là chừng nào xăng xuống 15 ngàn em cưới anh. Chết cha, vô giọng quá. Dạ, xăng nó lên thôi chứ đâu có xuống đâu. Lúc đó thì em cũng không có nghĩ tới việc là kiểu này chắc là chờ tới không biết khi nào luôn. Nhưng mà vô tình năm sau xuống 15 ngàn. Có xuống thiệt, đúng 15 ngàn luôn chị. Ủa vậy đó hả? Thiệt hả? Dạ đúng. Vậy là em phải cảm ơn Bộ Công Thương. Rồi lúc đó làm sao? Từ lúc xăng xuống 15 ngàn là một năm. Một năm sau thì tụi em cưới. Anh ấy có phải là mẫu người lãng mạn không? Dạ, em nghĩ là có.
ngày nào anh cũng lên gặp em, chở em đi chơi. Rồi mỗi tuần thì anh sẽ mua cho em hoa hồng để em cắm ở nhà em. Mà tuần nào cũng vậy hết, trong một năm rưỡi. Xí xí cho hỏi cái này nghe, tặng quà gì nhiều khi có đòi hỏi không? Là năm trời quen nhau không có đòi dạ hỏi đúng luôn rồi. Là có gọi là chỉ có đi ra rồi mà không có cái chở vô. Dạ đúng không? Tặng hoa đến nỗi là nhà em kêu, trời ơi cái thằng này nó không phải nó thương mày đâu, mà là nó cua cái con nhỏ của cái bà bán hoa. Trời ơi. Là ngày tuần nào nó cũng phải tới để nó gặp cái con nhỏ đó, mà không có chuyện gì làm cho nên nó mua hoa về, xong rồi không biết làm gì thì nó tặng em. Cưới nhau về bây giờ là được bao nhiêu lâu rồi em? Dạ 1 năm 8 tháng. Sau khi cưới nhau về rồi, bữa giờ ở với nhau có thấy tật xấu gì lòi ra không? Bây giờ thay đổi tướng ngồi liền. Đó. Cho em kể trước đó. Em kể trước. Đó. Đây gọi là không phải là tật xấu, là một tật xấu mà là chùm tật xấu đi chung với nhau, đó là xạo chó, nói leo, cãi vợ, hù với nhà vợ để ăn hiếp em. Mà này giống như bả chất chứa trong lòng của vợ hay sao? Một lần đó thì đi vô thang máy thì ảnh mới hỏi em là: em ơi, nếu như mà thang máy đi từ tầng 1 lên tầng 25 nhà mình thì động năng với thế năng thay đổi như thế nào? Thì em cũng lục hết câu trả lời của em, tại vì em cũng nghĩ là ảnh nói chuyện với mình rất là khoa học. Thì em cũng kêu là động năng dần chuyển thành thế năng, rồi dần cho đến khi động năng bằng không thì mình sẽ đứng lại ở tầng 25. Xong rồi ảnh mới hỏi em một câu rất là trí tuệ nữa: vậy thì trong lúc mà động năng với thế năng thay đổi như vậy thì cái độ mà hít thở không khí với phổi của mình nó chịu đựng nín thở được trong bao lâu? Em mới trả lời là em không biết thay đổi như thế nào, nhưng mà chắc cái trong tình thế này em sẽ nín thở được 45 giây. Xong rồi anh sẽ nói là thôi em thử đi, trong lúc thang đi lên thì em thử đi có 45 giây không, để cho anh đánh rắm. Nghĩa là rất duyên dáng, màu là trước đón sau đó. Để mà gọi là cái tâm sinh lý đó. Dạ đúng rồi đó, có xả chó nó như vậy chứ. Xả một cái. Dạ đúng rồi, không? Dạ có xả thiệt. Trong lúc em đang nín thở thì anh nói câu đó là em đang nín rồi. Xong em kêu, ủa vậy là anh đánh thiệt á hả? Ừ thì em nín tiếp đi 45 giây thì cỡ nó mở rồi, là hết. Rồi còn gì nữa? Còn chuyên môn làm hồ với nhà em để ăn hiếp em. Ảnh hay bị thích uống nước ngọt thì em kêu là không có tốt cho sức khỏe. Nhưng mà chuyên môn bắt đầu, mẹ uống coca không mẹ? Cái xong cái mẹ em cũng thương ảnh, mẹ em kêu, ồ thôi mẹ uống đi. Xong cái ảnh mới là đá mặt lên với em: anh lấy cho mẹ chứ anh uống nha, chứ không phải một mình anh uống đâu. Xong rồi cái em nói với mẹ: mẹ không uống nữa, mẹ để im, mẹ không có uống thì sẽ không uống. Cái xong rồi mẹ em chửi em: cái con này nó đi làm mệt mỏi vậy cả ngày, có một lon coca cũng không cho nó uống, ác độc. Suốt ngày bị mang tiếng ác ồn. Dạ đúng rồi, ảnh cứ lúc nào cũng làm cho người ta nghĩ là trời em giống như là một con ác phụ trong gia đình vậy. Rồi bây giờ tới em đó Trí Thiệt. Tại vì vợ em cũng là hoàn hảo lắm rồi, đó chắc cũng không có tật xấu gì nhiều. Chỉ có cái là hơi tiếc tiền. Mấy dịp lễ này nọ thì em cũng hay, cũng là chồng mẫu mực cũng hay ga lăng là mua hoa mua quà cho vợ. Mà mỗi lần mua về mình hí hửng cầm hoa về đó, vợ anh có hoa cho em nè. Cái nói, trời ơi mua chi vậy, mua điện hoa mắc gần chết rồi mua chi, bất công không? Cái lần này đi mua hoa về cũng bị chửi riết em chén không. Nhưng mua hoa mà không mua là không được đó. Dạ đúng rồi. Kiểu như người cũng có đầu óc á anh, bị em chửi hoài cũng thông minh. Tức là ví dụ như là chuẩn bị tới 20 tháng 10 thì trước một tuần đó anh sẽ mua một 50 hoa hồng về cho em cắm. Cắm cho tới qua ngày 20 tháng 10 là đủ có đó. Hoa đó. Thông minh. Tại vì mua trước là rẻ tiền nữa. Dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi còn gì nữa? Chuyện thứ hai là em không khóa ánh sáng nhiều lắm. Còn vợ em thì rất là thích màu mè. Có một lần vợ em bệnh chắc cũng nặng, cái hơi nằm trên giường bệnh, xong rồi cái khều khều em lại nói, em tưởng là chị quan trọng lắm, chắc là cũng kêu lấy nước hay gì đó để mà chăm cho vợ mình, nói anh ơi cái gì em, anh xuống dưới kia lấy cho em cái đèn 7 màu đi. Dễ thương quá vậy. Nằm bệnh em cứ tưởng coi đèn 7 màu. Đèn 7 màu tới giờ vẫn còn thích không? Dạ giờ vẫn còn thích. Cái đó phải tật xấu đâu. Giống như cái quán karaoke. Dạ đúng rồi, quán karaoke. Quán karaoke luôn. Màu sắc đúng không? Rồi mong muốn vợ thay đổi điều gì? Những cái mong muốn của em nhất là vợ em bớt nóng tính lại. Cái thứ hai là bớt hạ tiện, bớt tiết kiệm lại một tí. Nói còn em? Dạ em mong muốn là chồng em bớt chủ quan. Tại vì anh nghĩ là anh thông minh, và thật sự là anh thông minh thiệt. Anh nghĩ rất là nhiều. Anh hay chủ quan cho cái tính đó của anh, cho nên là có nhiều chuyện nó sẽ bị hư em. Nhưng mà cái sao mà hà tiện là sao chị? Chưa, cái mà nãy em kể cái vụ hoa đó là chị thấy đâu phải hà tiện đâu. Chuyện em đi, em thì thường hay đi ra ngoài nữa, em sẽ dùng cái dầu đầu riêng của em của Nam. Vậy em nói sao dùng cái đầu của Nam chim không vậy, mắc tiền nữa, xài lại bôi đi đó, tiếc tiền đó. Vậy không em xài dầu đầu kia.
À ừ, cái đó thì đó thì đúng rồi. Cái đó mới là cái mà cần phải nói. Còn cái vụ mà mua những ngày lễ á, có thể từ bông mà mình chuyển ra những cái gì vật dụng để mà mình xài cũng được, chứ không nhất thiết là phải tặng bông, đúng không? Cái việc mà chồng yêu cầu á là hà tiện đó thì là nên thay đổi chút xíu. Thực... Tức là vào trong này là hai vợ chồng là lúc em vào đây là không có việc. Không, em vào em có đi đá bóng mấy luôn. À, là vào đây là đá trong Trung Nam này, đúng không? Nhưng mà hai vợ chồng có kết hợp làm ăn chung với nhau. Có công việc thì không? Lúc đấy vợ em mở quán bánh cuốn. Nhưng mà lúc đó cưới chưa? Cưới. 21 vợ em cưới. Như vậy là bạn quen nhau bao lâu thì cưới? 5 năm. 5 năm, có nghĩa là 3 năm là em yêu xa, xong là vào trong này là cưới luôn. Khi mà tụi em lấy nhau thì là bắt đầu chồng em đá bóng được một năm nữa là bắt đầu chồng em thất nghiệp. Cái năm 22 năm khủng hoảng bóng đá. Thì lúc đó em mới sinh con được 11 tháng thôi. Thì là em bảo bây giờ tôi chết rồi, chồng thất nghiệp như vậy thì mình còn con cái nữa. Thế em bảo tôi quyết định là mở quán bánh cuốn để mà còn có tiền trang trải về phòng nữa, khi mà chồng em có thất nghiệp ấy, thì là sẽ có tiền và đảm bảo sinh hoạt cho gia đình. Thì cái thời điểm đó là tụi em kinh doanh rất là thành công, rất là tốt. Nhưng mà sau này em để lại cửa hàng cho chị gái em, xong rồi em đi lên cho chỗ nhất em làm. Thì 6 tháng đó em làm không thành công vì em mở một mắt nhưng mà không về hoa. Một mắt không thuộc về người hoa thì nó không liên quan gì đến nhau. Liên quan gì? Xong em lại thuê cái mặt bằng nó buổi tối, nó còn ban ngày thì khi khu văn phòng thì người ta bán cơm bán đồ hết trơn rồi. Em ăn buổi tối thì nó vắng, cứ là vắng, nó không có khách. Vắng vô luôn. Em không làm bên cô liên làm con em. Muốn bảo thời điểm đó bắt đầu em uống đậu là bắt đầu em uống đậu dạ. Nhưng mà cũng không thành công. Em làm nó 6 tháng thì bắt đầu em nghe bạn bè dụ, anh em dụ là thôi em đi lên trên sân bay đi, khu đấy thì có anh em nhiều rồi, người Bắc nhiều. Tập lên trên đó thì ở trên đó thì hầu như toàn người Bắc thôi. Lên trên đó là làm hợp lý. Thuê nhà có hả làm hay sao? Chưa. Thế là bắt đầu em lên trên đó em thuê một cái mặt bằng 45 triệu một tháng cách đây. Wow. 2013 là 45 triệu. Vâng. 2013. Là em muốn nguyên cái nhà luôn hay sao? Em muốn nguyên cái nhà đấy. Em mở nhà. Vâng. Nhưng mà cái thời điểm đó tụi em còn non kinh nghiệm, có nhà không ra nhà hàng mà quán không ra quán nó bị lỡ cỡ ơi. Thế là thành ra là tụi em rất là vất vả cái thời gian đó. Em làm 6 tháng mà hầu như là tiền lúc ấy tiền vay tiền mượn không à. Đâu có tiền mà hai vợ chồng còn một ít là lo kinh doanh này kia là cũng mất mát nhiều rồi. Thế là em ngồi em cộng vào đến lúc mà 800 đến 900 triệu rồi. Bắt đầu tay em run lẩy bẩy thế này chị Tân. Vâng, cái lúc đấy nó có sao là có mấy tháng lỗ đấy em. Không có lời hả, được đâu. Lỗ, thế là thôi em sợ quá em đóng sổ lại em không cộng nữa. Xong bắt đầu em kệ thôi, em buông xuôi. Em buông xuôi cứ tới đâu hay tới đó thôi. Thì vô tình hôm đấy là thầy Hải đi qua quán của em. Lão Hải đi đến đây à? Vâng. Dạ. Thế là một người bạn của anh Tú dẫn thầy qua bên quán em. Tới thì ngó nghiêng nghiêng thì nhìn lỗ bao nhiêu rồi nói mau. Thế là thầy không hỏi gì, thầy hỏi lỡ bao nhiêu rồi nói đi. Nói là dạ, thầy hỏi em ấy lắm, là phải giỏi lắm, thầy cũng kinh doanh và thầy cũng biết. Thế là em mà là cái thầy là em lỗ chắc gần tỷ thôi thầy. Thế thầy mới nói em là thôi dẹp sang đi, sang được bao nhiêu thì sang, bây giờ đi về bên chỗ tôi ở đầu hẻm nhà tôi một quán bán chân gà nướng, 10 nhân viên, mỗi đứa cuối năm phát một cái xe máy đi về, còn lại bao ăn bao ở hết, tháng nhà người ta bỏ ra 100 triệu bỏ túi. Thế mà tôi không biết thầy có bao nhiêu không, chứ làm gì mà bán chân gà mà bây giờ 100 triệu một tháng mà lợi nhuận.
mà chân gà bây giờ hai còn ăn nữa. Thế là buổi tối em mới quyết định em đi ngang qua thử cái chỗ một khu nhà này. Trời ơi, em thấy ba bốn quán, chị bao nơi quán nào cũng đông chị đen rồi, chị ăn đấy, chị đợt đó là tụi chị là quán nào cũng đông đen. Anh biết cái đợt đó là anh cũng là cũng hay ngồi đó. Tại vì chị là em hay xô bô chỗ đó mà. Anh biết em cái nhà lão Hải thì chị đã ghé ăn chân gà mấy lần rồi. Lần thôi, em không biết là tại sao mà chân gà bây giờ người ta bán lại đông như thế. Em đều quyết định sang liền. Em sang liền liên tay luôn. Xong bắt đầu em sang lúc đấy tầm 400 triệu. Coi như là lỗ trắng 500 nữ, là đúng rồi ạ. Ui giời, lỗ trắng 500 luôn. Không, nghĩa là vẫn còn lỗ 500. Vẫn còn lỗ thế, vẫn còn lỗ. Nhưng mà sao phải dặn là đít để em qua bên chỗ nhà này hả? Em thuê nhà, em thuê một cái căn nhà trong hẻm. Xong bắt đầu em ra bày bàn ghế dọc cái hẻm của người ta. Em không hỏi xin phép ai cả, em cũng liều lắm. Em để đại ra thôi thì em nghĩ có thành bảo kê em rồi. Thế là em cho thợ tới lên làm bạn làm biết rồi, như kiểu đúng rồi, kiểu là của nhà tất ấy. Nhưng mà vừa làm cái chú cứ chồng ở đâu đây, hai anh chị để ở đâu đây mà tới đây mà nhảy vào sáu cái tay mặt hàng như thế nào đấy. Sau bắt đầu công an tới rồi mọi người, nói chung công an tới không cho tụi em làm. Thế là bắt đầu cái thầy lại giúp đỡ, thầy ra tay cho tụi em. Thầy bảo tôi nó chồng cầu thủ diễn viên bây giờ này nghiệp lỗ như cả tỷ cả thương cho chúng làm đi. Thế là chú đội trưởng lại ít người nhau mà cái sau nói thì người ta mới biết được, người ta mới cho, người ta không làm khó làm dễ chứ. Thế là bắt đầu kể từ đó là như là cô chú ở trong xó cũng rất là tạo điều kiện cho bọn chúng em làm ăn, không có ai khó khăn gì hết. Làm ăn luôn chứ, là hai luôn đi. Thế thì tụi em cũng trả được hết nợ rồi, vợ chồng con cái cũng làm ăn cũng có lời thì mới cái chỗ bây giờ mà mua được cũng đất luôn rồi. Đã có... bây giờ là đã có nhà chưa? Thì tụi em chỉ mua được đất thôi chứ tụi em chưa có nhà. Nhưng mà cái bây giờ là đang vẫn đang hoạt động ở đây. Đang là cái quán hay là nhà hàng? Không, chỉ đang là cái quán. Là hôm nào chị mới học sinh mới ngồi ăn ở đây. Có cái nào chị hôm đó chị ăn bên nhà em ở. Đã đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Chị không nhớ gì chứ gì? Đâu, chị gọi là gọi vô nhà ông Hải ăn. Có ngồi ở... Em mới học sinh chị đi, xong chị đi đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là... Hôm nào cũng hay lên đây này. Lâu lắm rồi không ăn canh gà mà khu sân bay chị thôi ngon đấy, ăn khen mà hồi xưa là ngon mà không biết tuần nào ăn rồi. Tức là đây là cái quán này làm vụ bằng công chú Ngọc Hân xong rồi á, là đặt thằng Hải con đi quán được đi lên là nó đặt không chừng gà ngon lắm. Thôi được kể nữa, để em làm tôi lên. Thế nào? Tôi lên lại. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà khó khăn như này thì là ông xã đây là có thử gọi, có đồng hành với gọi. Có hai chồng mình lăn mặt ra mà làm chứ. Bỏ rồi. Dạ, làm bất chấp luôn này. Em thấy ảnh như thế nào? Mày hỏi, tôi lên, tôi lên ăn này. Không ai biết, nhưng mà cái giai đoạn trước kiểu khó khăn kìa. Thì là, tại vì thường là cầu thủ nói tiếp mà. Từ khi mà bây giờ, bưng bê thủ đức vợ thì hỏi là là bếp cứ thế mà làm thôi. Nhưng mà cái chính là em vẫn phải quản lý và em vẫn phải ở đó. Có năm tất cả mọi thứ là em phải phụ trách. Còn chồng em thì phụ trước ạ, mạnh luôn ạ. Thôi bây giờ là nói chung là bây giờ là hai vợ chồng là cuộc sống ở luôn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Và thật ra là cũng nhờ có sự xuất hiện của thầy Hải đúng lúc luôn. Hai như vậy là trong cái giai đoạn khó nhất là hai bé
đấy, một đứa người đúng không? Đứa đầu thì sửa đúng không? Thì lúc mà anh còn nhớ là vừa sinh ra xong là phát hiện là lỗ đúng rồi. Tức là em sinh bé, trong giai đoạn em vừa sinh bé được 2 tháng là em để ra làm quán. Đó là quán. Để làm quán được khoảng chừng 6 tháng. Bác thấy là lỗ dần ấy. Thì là lỗ banh chành. Ủa đâu? Từ lỗ, từ lỗ. Rồi bây giờ đó, tới phần này đó. Ai là người kể trước? Em đưa cho chồng mình trước đi. À. Em người trước đây. Xấu của ấy có nhiều không? Dạ. Thật xấu ạ. Các ý tên của nghĩ xem. Nói sao nó đủ. Sao mà đủ tức là nhiều lắm. Thôi bây giờ mình lớn lên nặng nóng tính cực kỳ đấy, chị có cảm giác thế mà máu lên não là cực nhanh. Đấy, một phát chim nhìn người bên kia là biết nóng tính rồi. Cái giọng là ghê gớm, đánh đá của anh thế có mắng chồng không? Có bên kinh hợp của em đấy không nghe, nhưng mà em là vẫn là món em thấy rõ ràng thì sẽ nghe, nhưng mà có lớn tiếng với chồng mà chặn luôn. Nhưng mà thấy là chạy. Và em cũng rất là đem đá là nghĩa là tất cả mọi thứ là với người ngoài. Người ngoài là thôi. Không đúng là chồng với con thì cũng cũng ra trò ấy. Thôi bây giờ cứ cụ thể đi. Cụ thể đi. Nóng tính là như thế nào? Đánh đá này. Đá này ghê lớn. Ừ. Người đánh đá thì có chuyện gì người? Ngoài bắt nạt động được hả? Ok. Em lấy tiền mà không mắng như mong. Đáp lớn, phạt 5 lon, 5 năm Trường Sơn, tối nay mới. Năm năm Trường Sơn là nhà cô? Là cái quán đó, là quán. Nhà hàng, nhà hàng. Rồi, để tôi lên nha. Tuần sau tôi lên. Rồi, bây giờ mong muốn vào thay đổi được gì? Thì em cũng muốn là em thay đổi, bớt nóng tính. Để dạy con dạy cái, bớt nóng tính lại. Để đỡ con nó hiểu chuyện hơn. Rồi, là thế hả Phương đấy? Mình là đứa ra bên mẹ là một trai. Cái đứa nào thân với mẹ hơn? Trai với em. Cái đứa em được thân thân với mẹ. Tức là anh có hay nói chuyện anh tâm sự với mẹ. Rồi bây giờ tới em ấy, anh ấy có thật xấu gì không? Hay hiền quá. Thực ra chồng em rất là hiền lành. Chồng em hầu như là ai gặp người ta cũng rất quý. Tính thì tốt tính chứ. Còn như em thì cũng sẽ có người quý, có người, có người quý, có người ghét. Vì là tính thì cũng rất là tốt tính, nhưng mà tại vì cái mỏ cái mỏ hơi hỗn đấy, là mỏ hơi hỗn hay thẳng tính quá nên là có người ghét có người thương, nhưng mà còn cháu em hầu như ai cả cũng thương. Rồi bây giờ không có tật xấu gì à? Cháu em là cái mà cái tật xấu của anh cũng không phải tật xấu, là cái mà anh chỉ có một cái tật là anh ấy mê bóng đá quá thôi. Nhưng mà thực ra cái mê bóng đá của anh thì nó cũng không phải là xấu. Nhưng mà có khi nào mà coi như là mê đá bóng đá mà bỏ vợ rồi bỏ con mê trong em là bỏ công việc luôn. Trong em là bỏ vợ được nhá, bỏ công việc được, nhưng bỏ bóng đá là không được rồi đó. Anh cứ chiều nào đều dâm tóc tóc và lâu lên đi học sinh đi học với anh. Ngày nào vậy, mưa nắng cũng vậy. Vợ nhờ cái gì có thể nhiều khi còn khó, nhưng mà tới giờ là bóng là không cần phải anh nhá. Ta phải đi. Cứ ta phải lo cho ta sao? Trước cái giờ đấy rồi. Mà một lần đá thì bây giờ mình cứ buồn chồn. Ta phải đi thôi. Có nhiều khi là một trận, hai trận quý theo. Chồng em giống như kiểu là ai gọi thì đi, vậy là anh là dễ dãi lắm. Thế là dễ tính, cái ai gọi thì đi thôi. Là, tại vì là như em đá bóng nguyên tuần là thứ hai chủ nhật. Ngày nào cũng có đội bóng, mình chơi cũng nhiều năm. Em quý mến thì mình cũng như kiểu như tập thể dục cũng sức khỏe. Nhưng mà đá như vậy là có nguồn kinh tế dạ, hay là vì đá giao lưu cho hưởng rồi. Vì đá giao lưu cho giao lưu thôi. Thực tế chính là có lợi về sức khỏe thôi. Đúng là niềm đam mê mà cứ làm sao mà bỏ được. Bởi những điều kia em cũng điên lắm chị ạ. Đá cũng là việc. Trời ơi, một mình em lo hết. Họ cứ tới giờ ông bắt về đi. Coi như là cái việc đấy là việc của ai. Mình thì ôi miên bây giờ. Quát cái ba lô lên.
ông sai đây rồi. Đang ngóng đi lên xe hát quên được mọi việc của lại của cô tất, không phải quan tâm. Nhưng mà nhiều khi em cũng những cái tức chứ chị. Những cái giai đoạn là ví dụ như nhiều khi là em có nhân viên đầy đủ không sao, còn những cái lúc mà em không có nhân viên ấy mà ông vẫn đi. À vâng ạ, vẫn đi anh ạ. Ta phải đi, không nói gì bóng ta phải xuống. Trời ơi, nhiều khi mà em tức mà em cay có cái đợt, có đợt mà em tức ơi là tức luôn ấy. Nhưng năm đó là Tết, nhân viên em thì những cái nhân viên kỳ cự thì hai anh chị là bầu, anh chị đẻ đứa thứ năm, thế là anh chị đẻ đứa thứ năm, tức là anh chị phải về đẻ sớm. Còn một cái bạn kia thì bạn nên đi về bạn lấy vợ, thế là còn tức là 10 người làm thì bây giờ còn có 5.